Rồi, hello, Trung xin chào anh chị em và cô chú ha. Thì bữa nay Trung sẽ giao lưu những cây mai cúc để cho anh em mình chơi Tết 2021 và anh em mình lấy bo thoải mái luôn. Nói chung những cây bữa nay Trung làm là gốc bự, đẹp và hoàn toàn không có lỗi. Thì cái giá cũng cực kỳ yêu thương cho anh em mình sưu tầm. Anh em thấy cái bộ gốc, nói chung là bộ gốc này rễ đều 24 giờ. Cúc này thì nở, nói chung là nở 2-3 ngày rồi, thì nó cũng đã tàn rồi. Và những cái bông nở trước thì nó có những cái trái luôn, thì để anh em mình sẵn đây để già để trái luôn. Và khi anh em mình ở trong miền Nam thì 15 anh em mình sẽ đặt hết lá để chơi Tết. Cây này thì Trung bao anh em mình, nói chung là búp nụ cực kỳ nhiều, cực kỳ phê. Trung cho quay anh em xem búp nụ trước ha. Nói chung là búp nụ Trung bao anh em là búp nụ cực kỳ nhiều ha. Cực kỳ nhiều búp nụ luôn. Đây. Và nó có những cái cây, cái bông nó nở lác đác, hồi tối Trung quay cho anh em xem rồi đó. Thì nó nở lác đác đây. Đó thì anh em thấy không? Búp nụ nè. Búp nụ nói chung là Trung giá bảo đảm anh em là nhiều búp nụ. Cây thì cực kỳ cao. Là giờ có những cái trái thì sắp chín rồi, anh em mình có thể lấy hộp làm mai cúc riêng chơi cũng được. Còn bông này thì nở hồi tối đây. Bông thì nói chung cúc 3 tầng 34 cánh ha, nói chung là rất là đẹp. Nụ thì nụ chùm. Nụ thì nụ chùm. Và những cái đọt này thì nó là những cái nụ luôn em. Nói chung là những cái đọt này. Đó, những cái đọt này là nó sẽ là nụ luôn. Đó, nụ luôn. Nói chung là chơi rất là phê. Thì từ trên tới dưới là cây này tàn cực kỳ tròn. Cực kỳ tròn và búp nụ cực kỳ nhiều. Đó, anh em thấy búp nụ không? Nói chung là ở ngoài anh em mình nhìn nó thấy mới cảm thấy giác nó phê cực kỳ luôn. Ở trong thì vậy. Và búp nụ vừa chuẩn Tết luôn. Thì đây là cái cây đầu tiên của Trung là mã số V46 ha. Thì Trung sẽ giao lưu anh em với giá 1.700.000. Trung sẽ bao ship và gửi luôn chậu cho anh em mình. Thì bữa nay Trung có những cái cây mai giá sinh viên nữa. Trung sẽ làm chung một lô 15 cây. Thì anh em mình cứ chọn, anh em nào chọn được cây nào thì ưng ý cây nào, vừa mắt cây nào thì anh em mình cứ điện thoại Trung và nói mã cây thôi, thì sẽ Trung gửi đúng cây 100% cho anh em. Và những cây này Trung bao anh em là không có lỗi, không có tì hết. Cây nào có lỗi Trung sẽ nói ha. Gốc thì giờ Trung sẽ đo thông số cây này. Cây này thì họ ghép 3 bo. Nói chung 3 bo, bo nào bữa nay cũng bằng con tay trái hết rồi, cực kỳ bự rồi. Và cái cây này thì nó có cái hoành thân ngay chỗ này là được 205 nè. Đó, 205 gần 21 luôn rồi. Đó. Gốc thì đã rễ đều. Và cái dàn chiều cao của cái cây này á, chiều cao của cái cây này thì được 98, nói chung gần cả mét đây, gần cả mét đó. Còn cái chiều ngang của cây này thì được 88, nói chung cũng ok lắm, cũng rất là bự. Thì Trung sẽ bỏ xuống, Trung quay thông số, quay hết dàn tàn cho anh em mình xem. Búp nụ thì anh em mình khỏi cần lo, Trung dám bao anh em búp nụ nhiều thì anh em cứ yên tâm là búp nụ nhiều. Đây, đó, nói chung là búp nụ cực kỳ phê, cực kỳ nhiều luôn. Nhìn búp nụ thôi mà không mà chóng mặt hả. Đây, đây là cây đầu tiên của Trung, mã số 47-46 ha. Cây dàn tàn của em nó đây. Để Trung coi thử hay hết dàn tàn không đấy. Tại cây này nó hơi cao, thì Trung phải bỏ camera xa xa xíu, anh em mình thấy hết dàn tàn đúng không? Đó, anh em thấy cao chưa? Đó, cực kỳ khủng, cực kỳ vip luôn. Thì những cây này anh em nào mà có cái nhà nói chung là tương đối lớn á, mình bỏ vô nhà mình chơi thì nói chung là một cái tác phẩm nghệ thuật, nói chung là không còn gì để chơi. Đặc biệt là nó là giống cúc, cúc thì anh em mình sẽ lấy bo rồi thoải mái ghép những cây khác tự nhiên vô tư luôn. Và cành tàn nó rất là tròn, rất là đều rồi, người ta đã làm nụ xong hết rồi. Nếu anh em nào không biết gì chỉ cần tưới nước và chơi Tết thôi. Cứ anh em miền Nam là canh vào ngày 15 lặt lá cho Trung. Còn anh em miền Bắc thì khi Trung gửi ra đó, anh em sẽ để cho Trung khoảng cỡ 5 ngày cho nó quen khí hậu miền Bắc mình đi, rồi anh em lặt lá luôn. Là anh em mình chơi Tết thôi. Vì nay là cũng gần lặt lá rồi, mình trong miền Nam Trung thì lặt lá vào ngày 15 tháng 12 âm lịch. Rồi miền Bắc anh em thì lặt lá vào đầu tháng 12. Thì đây là cây đầu tiên của Trung, cực kỳ đẹp, tàn cực kỳ phơi. Giá cực kỳ rẻ là 1.700.000. 1.700.000 thôi. Trung sẽ bao ship và gửi luôn chậu cho anh em mình sưu tầm. Đây là cây thứ nhất ha. Nói chung anh em nhìn này tàn phơi không? Đó, tàn nói chung rất phơi. Và mai của Trung thì Trung dám bao anh em là bộ đế bộ rễ rất là cực kỳ khỏe. Vì anh em mình rất là dễ chăm nè. Anh em thấy bộ rễ này không? Đó, bộ rễ bộ đế nè. Nói chung là Trung đã lót sẵn giá thể đây thêm một mới rồi. Vì anh em mình về, cho anh em mình về chơi cho nó sướng. Khỏi cần phải thay hay hoặc làm hết. Cái chậu này thì anh em này có thể lấy in bộ này qua để lên cái chậu đẹp chút xíu cũng được. Chơi cho nó phơi. Còn nếu anh em nào không muốn để y về chơi thì mình sơ chậu này màu đỏ, là chậu này thì người ta đã quay miệng đồ sẵn hết rồi. Nói chung là cực kỳ khỏe, cực kỳ ok, giá cực kỳ ưu đãi luôn. Thì đây là cây đầu tiên, mã số 46 ha, là 1.700.000 nha. Rồi tới cái cây 47 cũng là 1.700.000 luôn. Thì cây này thì búp nụ cũng cực kỳ phê, cực kỳ nhiều. Cho anh em xem búp nụ trước đi ha. Mình quay bông. Đó, nói chung búp nụ cực kỳ nhiều, cực kỳ anh em thấy chưa? Đó, búp nụ nè. Thì cây nói chung cây nào búp nụ cũng cực kỳ. Và những cây này thì người ta có người thì gọi là giáo siêu nụ hay sao? Ủa xin lỗi, người ta gọi là cúc siêu nụ sao? Anh em thấy nụ cực kỳ phơi chưa?
búp thì nói chung là rất là đẹp. Rồi cái nụ này đó, cái này thì anh em gì có thể xem bông lai rai luôn, lai rai nói chung là xem bông lai rai. Và dàn cành tàn thì rất là tròn, rất là đẹp ha. Đó, ok không, nói chung là rất là đều. Và cây này thì đây cũng là ghép ba bo hoàn toàn không có lỗi gì hết. À, gốc thì hình thú đây. Cây này thì năm sau này mình sẽ nâng cái gốc lên cho chung nha. Đó, bộ đế nó còn nằm dưới này không, nói chung là năm sau mình sẽ nâng lên là ok. Và bo ghép nó đã kéo đây nè, thì anh em kéo cho nó sẽ bít cái này là cực kỳ đẹp rồi. Đó, mình chơi cho nó phơi. Đây là cây nụ thì anh em thấy nụ nè, nó nụ nó nghẹt ngồi luôn, nói chung là nghẹt ngồi luôn. Và anh em thấy một cái tính cho mình kính tính này, cứ mà một bo búp về thôi nó nở chừng 6-7 bông ở như cái vậy nè không. Đó, một búp nó nở chừng 6-7 bông như vậy thì anh em mình tính nguyên một cây mai như vậy thì nói chung là nó nở cỡ nào rồi đúng không. Thì cây này là cây thứ hai, giá cũng là 1,7 triệu luôn. Nói chung là chung chỉ có hai cây giá vip này thôi, hai cây giá 1,7 triệu thôi, còn mấy cái kia là giá cỡ 800 thôi. Trời, anh em mình ai có điều kiện thì chơi cây lớn, ai nhà lớn thì chơi cây lớn, ai nhà nhỏ thì chơi cây nhỏ cho nó xứng cái nhà thôi. Cây này thì bao anh em khỏe, bao anh em trồng sống và bao anh em chơi Tết, và đặc biệt là thùng sẽ bao ship và gửi luôn chậu cho anh em mình. Đó. Và đây là cái cây V147 ha. Là cây này thì nó có cái hoành thân là được 19 nè. Đó, hoành thân là được 19. Thân thì nói chung dáng lông luôn nè. Cái chiều cao của em này thì được 83. Đó, chiều cao được 83. Còn dàn chiều ngang của em này á, chiều ngang chúng đo gian ha, đo hết gì cả này đi ha. Đo chiều ngang thì được 80. Đó, đây là cây V47 ha. Đây, dạng tàn của em ở đây. Đó, anh em thấy khủng ơi. Nói chung là một cây rất là khủng luôn, khủng khiếp. Đóng thùng này cực kỳ phơi này. Đó, bộ cực kỳ bự. Và cho anh em chơi nói chung là xứng đáng cái tầm tiền của anh em mình luôn. Cực kỳ xứng ha. Thì đây là cây 47 cũng là cây cúc ha. Nói chung là chung chỉ có 4 cây cúc thôi, 2 cây cúc 1,7 triệu. Và tiếp theo chung sẽ làm 2 cây cúc giá 800 thôi, còn bao nhiêu là chỉ dạo Thủ Đức. Đó, chỉ có 4 cây cúc này thôi. Rồi đây là cây nụ ha. Anh em này thấy nè ha. Phơi không? Đó, đây là cây V47 ha. Đây giá cũng là 1,7 triệu ha. Rồi tới cây 48. 48 là giá 700. Ủa lỗi, giá 800. 700 lỗi chết. Giá 800 bao ship gửi luôn chậu cho anh em này. Đó, cái gốc thì mini nhỏ thôi nhưng đều gốc rất là đẹp. Đó, ghép một bo. Đây, ghép một bo thôi. Nhưng búp nụ, cành tàn búp nụ cũng ok. Nói chung là búp nụ cũng cực kỳ nhiều. Đó, cực kỳ nhiều cho anh em mình chơi Tết cực kỳ phơi. Và cây này anh em mình lấy bo thổi lo, khỏi suy nghĩ, khỏi sợ luôn, khỏi sợ nó không có bo lấy. Anh em lấy thoải mái. Đó, và cái cây này thì nó có cái hoành thân là được 10,5. Đó, hoành thân là được 10,5. Còn cái chiều cao của cây này thì được 6,18 ha. Đó, còn cái chiều ngang của cây này thì được 61. Đây là cây V48 ha, giá 800.000 bao ship gửi luôn chậu cho anh em mình. Đây. Đó, anh em thấy dàn tàn không? Cũng cực kỳ phơi rồi. Vậy mình lo mình chơi, nụ búp nụ thì cực kỳ nhiều. Đó, thì giá thì cũng cực kỳ yêu thương luôn. 800.000 bao ship gửi luôn chậu cho anh em mình. Đây là cây V48 ha. Đó, nói chung là cực kỳ đẹp, anh em khỏi lo, chung giá bảo đảm cực kỳ là đẹp. Đây. Dàn tàn ha. Rồi đây là cây 48 cũng là cây cúc nha. Rồi tới cây 49 cũng là cây cúc luôn. Đó, rồi chỉ có 4 cây cúc thôi là hết nha. Đây, đây 49 cũng là cây cúc luôn. Đó, anh em nào thích cúc thì cúc, còn anh em nào thích dảo thì những cây lúc sau này sẽ là dảo. Một cái gốc nụ nụ nhỏ nhỏ thôi cũng là ghép một bo. Búp nụ cực kỳ nhiều. Dàn tàn này, cây này thì hơi nhỏ chút nhưng đều búp nụ cực kỳ nhiều. Đó, anh em lấy bo lấy Tết chơi Tết khỏi thoải mái luôn. Đặc biệt là giá cực kỳ yêu thương. Cây này thì nó có cái hoành thân là được 11 ha. Hoành thân là được 11. Rồi cái chiều cao của em này thì được 73. Còn dàn chiều ngang em này thì mini thôi, nói chung là mini thôi, chỉ có 42 thôi. Tại chung làm gãy hết nhánh này. Đó thì còn có 42 thôi. Đang gãy hết nhánh bên đây. Mà nhưng mà đều cành tàn lên vẫn tròn. Cây này thì anh em mình chơi năm sau nên anh em mình chăm sóc nó sẽ bự ra. Nói chung là một cây cũng là một cây khủng cho anh em mình chơi, đặc biệt là cái giá rất là hợp lý. Nếu anh em tính là 800.000 bao ship gửi luôn chậu thì anh em tính chỉ cây mai chỉ còn chỉ giá có 600.000 thôi, là không bao giờ có cây thứ hai đâu. Đó, anh em cứ yên tâm. Là đây là cây 49 ha, cũng là cây cúc. Rồi hết. Chung chỉ có 4 cây cúc thôi nha. Rồi tới cái cây 50. 50 là cây dảo Thủ Đức. Và cái lô này 15 cây là chung dám bao anh em 15 cây này là cây nào nụ cũng nhiều, cây nào chơi Tết cũng 2021 cũng phơi hết. Đó, đây là cây hình thú. Nói chung là rải nhiều, cây này rải cực kỳ nhiều rồi. Bộ đế cũng cực kỳ phơi, là già ghép hai bo. Ghép hai bo. Sao thì hình chung thấy nó tối ta. Tối ha. Nói chung là chung quay cho nó sáng xíu cho anh em mình xem cho nó sướng. Tối quá. Đây. Đây nghiêng ha.
À, anh em thấy không? Phơi không? Đó, cực kỳ phơi chưa? Thì cây này là cây giảo Thủ Đức nha. Rồi từ bây giờ nói chung là 11 cây sau này là giảo Thủ Đức hết toàn bộ. Đó. Thì cây này là giảo Thủ Đức. Thì hoành được là 14 năm. Búp nụ thì bao anh em búp nụ nhiều. Đó. Bao anh em búp nụ nhiều, bao anh em chi tết. Cây lá thì hơi xấu xíu thôi. Và cái chiều cao nó được 67 ha. Còn dàn chiều ngang của em nó thì được 59. Đó, đây là cây V50 ha. Giá 800.000 bao ship gửi lên chậu là giao thức. Dáng thì dáng lông rồi, anh em về chơi. Đó, năm sau anh em chỉ cần năm sau bấm tàn cành thôi. Giá lông người ta uống hai bo, nhưng một bo người ta vẫn để một bo chín. Còn một bo là người ta để em bo dán bay thôi, dán bay qua thôi. Đó, thì đây là cây V50 là giá cũng là 800.000 bao ship ha. Đó, chỉ có hai cái đầu là giá mắc thôi. Còn bao nhiêu là 800.000 hết. Bữa nay chúng làm ưu đãi cho anh em 800.000 hết. Rồi tới cái cây 51 là một cây gốc rất quái. Nếu anh em nào mà cái gu của gốc quái á, gu quái mà gu gốc này thì để anh em để bàn nhỏ nhỏ bàn quý vip á. Tiếp khách quý vip thì nó cực kỳ, nhìn cây mai là cực kỳ là đỉnh nè. Đó, cái anh em thấy cây mai chưa? Đó, nói chung là gốc rất là quái. Nhìn nó có cái cảm giác như là thân thiện. Nhìn y như vậy, cảm giác nó sao sao á, nhìn tôi nói chung là nhìn rất là vui. Đó, cây này thì nó có cái hoành thân là được 9 phân thôi, hoành thân chỉ được 9 phân, nhưng bộ đế dưới rất là đẹp ha. Đó, và ghép cũng là hai bo. Và cái chiều cao của cây này thì được 65 ha. Chiều cao được 65. Còn cái chiều ngang của em này á thì được 56 hả. Chiều cao 65, chiều ngang 56. Búp nụ thì cũng ok, rất là nhiều búp nụ luôn nè, anh em thấy không? Đó, nói chung là phơi búp nụ luôn. Đó, búp nụ là cực kỳ phơi đây. Thấy chưa? Đó, cực kỳ phơi búp nụ ha. Đây là cây V51 ha, được cũng ra là giá 800.000 nha. Ở bữa nay chúng sẽ làm coi mấy cây 800 cho. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây. Nói chung là có 8 cây 800. 8 cây 800 và 2, 4, 5 cây 500. Đó. Đây là cây 800 ha, là V51. Đây, gốc này, anh thấy không? Đó, dàn thân rất là cực kỳ phê phép luôn. Nói chung là chơi chơi này là không cần phải lo, không cần phải suy nghĩ luôn. Rất quái ha. Rồi, tới cái cây V52. V52 là một em hình thú. Đây, gốc cực kỳ bự. Đó, anh em thấy ghê, em hình thú chưa? Đó, nó nhìn mình, nó đang khum chống hai tay để nhìn mình. Đó, đằng trước thì hai giò chống ha, đằng sau thì hai giò ship đây. Đó, hai ship con này thì bị cái đuôi này người ta chặt tiêu rồi. Đó, ta chặt cái đuôi rồi. Đó, nhìn cũng rất là lạ. Đó, thấy không? Đằng sau hai giò ship này ha. Đó, hai giò ship lên. Thì đây là ghép, cũng ghép ba bo là giảo Thủ Đức ha. Nói chung là bây giờ là giảo Thủ Đức không à. Chúng nó nhắc lại ha, chỉ là có 4 cái đầu cút thôi nha. Còn bao nhiêu là giảo Thủ Đức hết nha. À, cây này hoành đi được 16 nè. Đó, hoành 16 búp nụ cũng cực kỳ nhiều. À, cây này thì chơi tết ok rồi. Giá thì cũng cực kỳ yêu thương, chỉ có 800.000 bao ship thôi. Và cái chiều cao của em nó thì được 69 ha. Những cây này hồi xưa chúng bán tới 1 triệu, 1 triệu mấy lần như bây giờ thôi. À, tết rồi. À, cũng muốn cho anh em nào cũng có cây mai chơi tết nên mình sẽ làm một giá thật là khuyến mãi thôi. À, chiều cao, chiều ngang nó được 57 anh em. Đó, một cây hình thú. Đây. Hồi xưa có người chạy mấy bữa trước người chạy chung 900 mà chung không bán, nhưng bây giờ chung làm 800. Đó, đặc biệt là như vậy. À, thì điểm ha. Đó, bút đủ anh em thấy ok không? Đó, thì theo thì điểm cho anh em mình siêu tầm. Đây là cây V 52 ha. Đó, gốc cực kỳ vơi chưa? Anh em thấy phơi chưa? Quá trời phơi luôn. Đây. À, rồi. Tới cây 53. 53 thì nó bị tàn thì bự cực kỳ đẹp. Bút đủ thì cực kỳ nhiều. Nhưng mà điều nó bị lỗi sơ chỗ này thì chúng đã xử lý keo rồi. Nói chung là anh em mình về chứ còn đợi cho nên nó liền cốt nó đẹp thôi. Cây này thì ghép một bo luôn, một bo này nó liền luôn, dọn nhọn lên là nhìn cực kỳ đẹp. Gốc thì hình thú đây. Đó, gốc anh em thấy gốc đẹp không? Gốc phê không? Đó. Chỗ này nó giờ nó cháo quá. Chúng phải giờ đi xíu chỗ nào vậy? Anh em thấy gốc kìa. Giờ đây nó cháo quá ha. Anh em thấy nó cháo. Nói chung là nó hơi tối tối ha. Bên đây thì nhìn rất là đẹp nè. Đó, hơi tối tối nè. Đó, thôi cậy nó, đổi đại đi ha. Nói chung là 800 thì giá yêu thương rồi. À, cây này thì cái hoành chỗ này thì nó được 15 năm. Nó 15 năm là 15 là bự lắm anh em. Nói chung 15 năm bự ha. Búp nụ thì cực kỳ nhiều. Và cái chiều cao của em nó thì được 82. À, và cái dàn chiều ngang của em nó thì được 59 ha. Đây là cây V53 nha. Nó 53. Đó, anh em thấy dàn tàn chưa? Dàn tàn phơi không? Rất là bự dàn tàn luôn. À, cây này thì chung để ý kẽm này tôi đóng thôi. Vì nhà đây anh em mình sẽ mở kẽm ra luôn cho chung. Mở kẽm và chơi tết luôn. Đó, cây này thì nó bự quá, chung phải giờ camera ra xíu. Anh em chờ chung chút đi. Giờ ra xíu. Nó tối tối. Nó cảm giác nó tối tối sao. Mình giờ ha.
Nói chung là quay cũng muốn cho anh em xem cây cho rõ. Đó, anh em thấy rõ không? Đó, rồi chúng xin kéo lên. Đây, bỏ lên đây. Dạ đây, kéo lên đây. Đó, anh em thấy chưa? Chúng coi là camera chứ. Chúng không coi thì sao em chúng phải thấy trước anh em mới thấy được. Đó. Cây này thì đó, nói chung là dần ra xa xa chứ. Cho họ thật xa ra. Xa ra, đó, thật xa ra chứ. Đây mình sưu tập. Đó, anh em thấy xa không? Xa thì thấy rõ rõ chưa? Đó, đây là cây với 53 ha. Đó, tàn cành cực kỳ phơi luôn. Đó. Rồi đây là cây 53. Rồi tới cây 54. 54 giá cũng 800 ngàn luôn. Nói chung cây này bự hỏng, chúng bán 1,2 triệu luôn. Chúng giao luôn 1,2 triệu mới có lời. Bữa nay là giao mua luôn 800. À, giá sát nhiếp, giá nói chung giá lẩu tục quần luôn. Đó, đây là cây V. Trời hay nắng đúng không? V nhiều quên tiêu rồi. À, đây là cây V 54 nha, 54. Đó, gốc thì cực kỳ đẹp ha, hoàn toàn không có lỗi nha, cây nào có lỗi chúng sẽ nói nha. Chẳng hạn như cây mới rồi có cái lỗi đó chúng sẽ nói. Anh em cứ yên tâm, là mai của chúng thì anh em mua nhiều anh em biết rồi. À, chung thì chung không thích mình bán mai mà có lỗi có gì nói anh em, phải mình phải nói. Anh em mình mua nó mới vui. Thì cây này đều hoành được là 16 năm nè anh em. Đó 16 năm, giờ búp nụ cực kỳ nhiều ha. Búp nụ cực kỳ nhiều luôn là và chiều cao của em nó là 77 nha. Rồi chung nhắc lại nha. Chỉ có 4 cây đầu là cúc thôi, còn bao nhiêu là giả đứt hết nha. Đó, và cái chiều ngang của em nó thì được 66 ha. Và đây là cây 54 ha. Đó 54. Đây, anh tàn. Anh thấy anh tàn chưa? Cực kỳ khủng, nói chung là những cái lô này chúng bán bây giờ bán là giá này, nói chung là giá thật là bèo nghèo luôn. Đó, nước bút đồ anh em ha. Rất là phơi. Nếu gì mà chơi Tết anh em chơi Tết mà không phơi ra chịu chịu cho. Anh em có thể lặt lá như miền Nam thì mình lặt lá vào ngày 15 ha. Thì nói chung là cũng còn khoảng 1 tháng nữa mình lặt thôi. À, hình như tôi nhớ này là bao nhiêu mình quên tiêu. Mới qua nói mà nay quên à. Lúc này già cả quên ngày quên tháng hết. Quên. Mình tính là tính theo ngày âm lịch nha. Tính theo ngày âm lịch nha. Đó, đây là cây V 454 ha. Cực kỳ đẹp, cực kỳ phơi. Và bút nụ cực kỳ nhiều đây. Mai chung thì anh em yên tâm nha. Bộ rễ cực kỳ khỏe đó. Bộ rễ chung chăm sóc thì anh em biết rồi. Đó, bây giờ gì anh em mình có nào biết thì chỉ cần bón phân hữu cơ vô thôi. Rồi cây này cũng là cây V 55 đây. Đó 55 gốc cực kỳ đẹp. Cây này bữa hôm chung làm 1,2 triệu lên đây. Nhưng bây giờ chung chỉ làm 800 cho anh em mình luôn. Nó nói chung là cho anh em mình hết tầm yêu thương luôn. Đây là cây nội búp nụ cực kỳ nhiều. Đó, cây này thì cực kỳ cao luôn. Và gốc thì hình thú này. Đó, anh em thấy không? Gốc phơi không? Đó, đây là cây V 55 ha. V 55 thì nó có cái hoành thân là được 13 năm. Đó, 13 năm. Cực kỳ đẹp, cực kỳ vip. À, và cái chiều cao của em này á. Rồi, khoan từ từ cho anh chung chút xíu. Chung kéo. Cái chiều cao của em này á thì được 88 ha. Đó, 88. Còn cái dàn chiều ngang của em này đó thì hơi bự á. Thôi mình đo chiều bên nhỏ nhất đi. Đo bên nhỏ nhất là được 63, nói chung là đo nhỏ nhất thôi. Và đây là tổng thể dàn tàn của em ha. Để chúng coi anh em thấy cái tàn không đó. À, anh em thấy khủng không? Giá 800 mà khủng chưa? Đó, 800 mình ghi dàn tàn khủng chưa? Nè, anh em thấy chưa? Đó, rất khủng chưa? Đó, xa quá, nắng quá. Anh em thông cảm vô. Tại chung cũng cố gắng quay làm sao cho nó rõ cho anh em mình. Hết tầm cỡ cho anh em mình. Nhưng mà điều trời nắng quá. Rồi, thì anh em nào có thể không thấy rõ thì chung chụp hình lại cho. Đó, tôi cũng muốn quay làm sao cho rõ thật rõ ha. Là đây là cây V 55 ha. Hoàn toàn không có lỗi gì hết nha. Đó, bốc độ thì nhiều. Đây là cây V 55. Giá cũng là 800 ngàn. Rồi, hết rồi nha. Chung coi có 4 cây đầu là... hai cái đầu là cúc giá 1,7 triệu, rồi hai cái cúc tiếp theo là giá 800, rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây tiếp theo là giả Thủ Đức hết đều là giá 800 luôn. Đó, chỉ là chỉ có hai cái đầu là 1,7 triệu thôi, còn mấy cây sau là 800. Rồi bây giờ tới 5 cây cuối nè là giá yêu thương nè, 600. Đó, giá 600 mà là cũng là giả Thủ Đức luôn nha. Đây này, đó giá 600 bao ship gửi luôn chậu nha. Anh thấy gốc chưa? Nắng quá, không thấy ha. Công nhận trời nắng thì trời nắng quá. Anh em thông cảm đi, chung giờ quen thôi, chung giờ riết. Giờ cho anh em tại chung cũng muốn giờ sao cho nó rõ. Anh em mình xem cho nó kỹ. Nên chung giờ riết, anh em thông cảm vô. Đây, đó thấy anh thấy gốc chưa? Đó gốc này. Bên đây nè. Đó gốc nè, thấy chưa? Gốc cũng rất quái chưa? Đó cực kỳ đẹp luôn. À cây này thì bông cực kỳ nhiều nha. Chung dám bao anh em cây nào cũng bông nhiều. Nói chung là 15 cây này cây nào bông cũng nhiều nha. Và cây này thì cái hoành thân của em nó là được 12 năm. Đó, còn cái chiều cao của em đó thì là được 75 ha, 75. Đó, còn dàn chiều ngang của em này á thì được 73. Đó, búp nụ bông thì anh em khỏi lo nha. Không phải là giá 600 là búp nụ bông ít đâu. Mà 600 búp nụ bông còn nhiều hơn cái kia nữa. Bông cực kỳ đẹp á. Là nụ cực kỳ sáng nè. Và đây là cây V
56 ha. Đó giờ ta đây. Anh em thấy khủng chưa? Giá chỉ có 600 ngàn thôi. Rất là hợp lý cho anh em mình sưu tầm. Để cho anh em mình lấy giống bông dạo trước chung thì anh em biết rồi, đã bá luôn. Bự bự kinh hồn luôn. Và đây là để chúng coi hết cho ta. Thấy hết thì không được. Đấy xa xa giờ biết rồi, ok. Đây là cây V 56 nha. Giá 600 ha. Rồi tới cây 57 đây, giá cũng là 600. À, 57 thì gốc nó xù nha. Đây gốc xù, à, anh em thấy gốc xù mà hơi quá chưa? À, nắng quá không thấy gì luôn. Đây đây. À, cây này thì gần liền cốt rồi. Nói chung cây nào gần liền cốt chúng tôi nói gần liền cốt. Gốc thì xù nha. Và cây này thì nó có cái được quanh thân là 12. Đó, búp nụ thì trung bao anh em búp nụ nhiều anh em khỏi lo. Và cái chiều cao của em nó thì được 67 ha. Chiều cao được 67. Và cái dàn chiều ngang của em nó thì được 65. Đây 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 là cây V 57 ha. Đó. Búp nụ thì anh em khỏi lo. Chung giá bao anh em búp nụ nhiều thì anh em đây. Anh em cứ yên tâm nha. Đây, giờ nó tới thui luôn. Đây đây là cây V 57 ha. Đó anh em thấy không? Dàn cành tàn chơi phơi chưa? Cành tàn chi luôn rất là đều. Đó, mà giờ nó tối rất là tối luôn. À, camera chung số giờ nó kỳ ta. Anh em chờ chung chút đi. Chung sửa sửa là cho nó sáng là xưa. Cái này hình như nó dàn tự động á anh em ơi. Hồi nó tự động nó chỉnh màu. Ở đây đi. Chắc trước khi mình đăng clip chắc nó không đến nỗi nào rồi ha. À, anh em thông cảm thấy chưa? Đó, đây, dàn tàn cực kỳ để mình đỉnh ha. Giá 600 ngàn bao ship gửi lên chậu bao toàn quốc luôn nha. Anh em nào cứ đâu cũng mua được hết. Ở ngoài Bắc, ngoài Phú Quốc hoặc ngoài đảo Bà Rịa Vũng Tàu vậy cứ mua ok hết. Dạ, dàn tàn này, ha. Giá cực kỳ thương. 600 ngàn. Rồi tới cái cây V58 cũng là cây 600 ngàn luôn. À, cũng là giả Thủ Đức luôn. Đây gốc thì cũng là xù luôn ha. Anh em thấy bộ gốc chưa? Đó, gốc toàn là gốc nguyên gốc đẹp không cho anh em mình sưu tầm. Cây này thì cũng gần liền cốt rồi. Nói chung là liền được 50% đây. À, cái điều là ghép một bo mà là điều là giả Thủ Đức và điều bông bự và điều núp búp nụ nhiều hết. Cây này thì hoành được 11 cái này. Đó, hoành được 11 và cái chiều cao của cây này thì được 76 ha. Đó, 76 còn cái chiều ngang cái này không biết sao đo. Thôi tạm thời đo vậy đi ha. Chiều ngang thì được 68. Rồi, đây là cây V58 nha. Đó, anh thấy cây tàn chưa? Cũng là ok, nói chung giá 600 là cực kỳ hợp lý cho anh em sưu tầm rồi. À, chiều cao rồi anh em mình chơi Tết thoải mái nè. Đợi cái bàn nhỏ rồi mình chơi Tết đâu được. À, hợp lý. Đây là cây V58 ha. Rồi, tới cây V60. À, cây 60 thì nó không có lá. Nó hơi ít lá chút xíu. À, tại vì chưa bỏ cho bấm trong quên tới hết bữa. Mà điều không sao. Búp nụ rồi rất còn sáng, búp nụ rồi cực kỳ nói chung là cực kỳ còn đẹp. Đó, anh em thấy búp nụ nè. Cực kỳ còn đẹp, dạ gốc thì cực kỳ quái luôn. Dạ đã liền cốt 100% rồi. Đó, gốc đây liền cốt đấy, anh em thấy không? Đã liền cốt đây. Thì đây là cây V59 ha. Cũng là giá 600. Ờ chúng đo xong hoành luôn. Cái hoành thân này thì được 14 ha. Cây được 14. Và cái chiều cao của em này thì được 78 ha. Đó, cây này thì bữa hôm bỏ nó bị khô nước hết một bữa, nó rụng hết lá, nhưng mà đều không sao, còn một tháng năm lặt rồi. À, và chiều ngang nó được 60, à, nhưng mà đều búp nụ rất còn sáng và búp nụ rất là nhiều, nên anh em khỏi phải lo, dẫn chi tết ok hết, không sao hết. Ngọc cốt với lên, nó nói chung là cũng nên nở lát đát về bông này, hôm nay nở hơi nhiều, nhưng mà đều không sao, tại vì nó còn nói chung là còn búp nụ cực kỳ nhiều búp nụ này, anh em thấy không? Nụ cực kỳ phơi thôi. À, rồi đây là cây V59 ha. Đây dàn tàn anh em nha. Đó. Rụng lá hết rồi. Rồi tới cái cây 60 cũng là cây rụng lá luôn. Đây. Cây 60. Nó cũng là cây rụng hết mà rụng bớt lá rồi. Đó, những cây này rụng lá rồi. Đây như cái gốc này anh em ha. Đó cây 60. À, gốc này thì nó bị lỗi sơ, nói chung là liền cốt 100% anh em. Mai thì mình sẽ nuôi nó sẽ liền cốt. Anh em khỏi phải lo. Giờ nó bị lỗi sơ chỗ này nha. Đó, chúng đã xử lý keo rồi. Đó, nhưng búp nụ cực kỳ nhiều. À, cho nên mình chơi tết. Và đây là cây V60. Thì nó có cái hoành thân chúng đo chỗ nhỏ nhất này đi ha. Đo chỗ nhỏ nhất, này là được 13 năm. À, chỗ nhỏ nhất trên này, được 13 năm. Đó, và cái chiều cao của em này thì được 75. À, còn dàn chiều ngang thôi khỏi đo đi. Đây là cây cuối cùng. V60. Cũng là giá 600 bao ship. Đó, anh em thấy. Cái tàn chi thì rất là tròn, nói chung là anh em thấy nó không có nó không có nụ thôi. Ở quên xin lỗi. Nó không có lá thôi. Chứ anh em thấy dàn nụ nè. Đó, dàn nụ nè, ok không? Đấy, thấy chưa? Đó, cây nào cũng vậy nha, nụ ok hết nha. Đó, thấy không? Anh em thấy nè. Đó, vậy là mình chi tết được rồi. Chi tết nói chung là vô tư.
không có ảnh hưởng hết. Đó, còn những cái cây mai mà Trung Hô, cây 600 của Trung đó, đây đây là 2-3 cây 600 đi, nụ cũng cực kỳ nhiều. Nụ thì anh em mình khỏi lo nụ ha. Nói chung là nụ Trung bao đây nụ phê này. Anh thấy không? Đó, nụ thấy không? Đó, nụ cực kỳ phê chưa? Đó rồi, thì bây giờ đầu tiên của Trung nè. Đó thì hai cây cúc chà bá này là giá 1,7 triệu nè. Anh em thấy chà bá chưa? Đó, hai cây cúc giá 1,7 triệu chà bá này ha. Đó thì có nhiều lúc bốc nụ sẵn luôn cho anh em mình về test bông sẵn luôn. Đó. Cái bá và cái cây hai cái cúc tiếp theo. Đó thì nó hơi mini thì giá 800. Còn đây là cây giảo thứ ba, thứ cây giảo giá 800. Đó, đây cây gọi là cây giảo quái. Đó, giảo quái giá 800. Đó, giảo rất quái ha. Còn kia là cây cho trọng giò cũng là giá 800. Rồi tới cây bên kia bị lỗi sơ cũng là giá 800. Rồi cây này bữa hôm bán 2 triệu, bên này bán dặn là ba là bán 800 luôn. Đó, anh em thấy bốc nụ nè, còn mình đi chung rồi Trung Hô bốc nụ nhiều thì anh em mình cứ yên tâm đi. Về Trung dám bảo đảm anh em về khui ra bốc nụ cực kỳ khủng luôn. Đó, cái bốc nụ cũng nói chung là phơi lắm, nụ nhiều lắm. Đó, rồi và cây này 1,2 triệu của Trung đây. Thì bên này cũng dẫn là bán 800 cho anh em mình luôn, siêu tầm. Rồi tới 4-5 cây cuối là cây 600. Đó, 5 cây cuối là cây 600. Rồi Trung sẽ kết thúc clip đây. Trung cảm ơn anh chị em mình đã theo dõi clip của Trung. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em mình trong những clip sau ha. Rồi Trung cảm ơn anh chị em mình đã theo dõi clip của Trung.